xem ai mới nhận ra nó đây được nhá. Mời có người thấy mang lên để trở về với giới tính thật thế nào? Đó. Đỉnh cao chưa? Ôi, đây thêm đôi guốc nữa thì. Ôi, đưa lại phải đeo guốc. Guốc chân bé làm gì có guốc nhỉ? Có đeo guốc không? Thế này là được rồi, nhìn em nhìn thấy em thế này là quá đẹp. Em đẹp mấy trưởng nha các bạn. Mọi người, có thấy mình đẹp không quý vị? Đâu? Quý vị có thấy mà đẹp không quý vị? Nào, bây giờ sẽ là đến cái phần thử thách dành cho ma đệ đệ. À không phải thử thách, nó là hình phạt rồi. Bây giờ sẽ lên siêu xe của mình sẽ đèo đi. Bốc đầu. Người đẹp là phải ngồi siêu xe. Siêu xe là phải có người đại gia. Anh đèo ngồi khái xe. Đây phải người đẹp thì không phải đấy. Ngà. Ấy sao? Úi giời. Sao thẳng người đấy? Phải cao người. Công chúa người đẹp ngủ trong rừng đang được hoàng tử bế đi ra khỏi ruộng. Đó. Rồi, ok, đã đến ruộng. À bây giờ Mao Đệ sẽ phải có 1 phút quẩy trên ruộng lúa nha mọi người nhá. Nhưng mà em không biết quẩy thì sao? Không cần biết. Đấy, ai bảo thua thì phải chịu. 1 phút cho người đẹp quẩy cho đồng bắt đầu. Cái hình phạt đầu tiên đã xong. Nản nỉ. Và bây giờ nữa là hình phạt thứ hai là về nhà tự trêu chó của nhà mình. Sẽ đeo khẩu trang và xem chó có nhận ra Mao Đệ Đệ không nhá. Về đến nhà Mao Đệ rồi nhá. Bây giờ sẽ vào xem là mẹ Mao Đệ có nhận ra không. Mọi người xem có nhận ra không. Đấy, buộc lại cái buộc của ba kia này. Đưa ta buộc lại thôi.
Kia rồi đằng sau mất rồi. Đằng sau quay. Chưa kịp. Chị cho em hỏi là nhà Lương Y Linh chữa ở đâu ạ? À? À, đó hả? Em để em bốc thuốc ạ. À được ạ. Đã đi bịt khẩu trang để vào xem mẹ xem mẹ bao điện nhận ra không? Tạo dáng nào, phải có duyên luôn. Chưa kịp chào mẹ mình gì à? Mẹ mình ngay đang chào hiểu mẹ. Đi chơi mẹ quá, con gái mẹ. Đấy, con gái mẹ. Bây giờ đi đi vào xem còn ai trong nhà không ạ? Anh, không, chưa chó. Chưa chó. Chưa mấy con pet của em. Chó nó biết theo được tôi. Đấy, ok. Đi. Con gái nào hả? À giờ chưa ở đây có phải là nhà Lưu đi chưa không ạ? Phải. Cháu ở đâu nghe mà xin thế? Đấy, mở ra cho các bà xem đây. À, anh xin gái thật đấy. Đấy, các bà thấy thế nào? Quá ngon lành đấy. Xách, xách, xách lại cái thằng nhẹm đi. Chó nhảy lên được, chó nó chó. Đấy. Đấy, đỉnh. Ôi, xin gái anh ba. Có khi là cháu phải chuyển thành con gái mới được. Xinh quá chưởng luôn. Xinh luôn. Đang định giả vờ lên bốc thuốc phải kia chứ phải nói phải nói giả vờ ngậm quả chanh vào mồm xong rồi nói cháu ngậm quả chanh vào mồm phun cứ đợi chị nào mấy con pet của mình mà nó cũng nhận ra tại vì nó thấy đôi chắc là đôi trong điện thoại này chắc nó đi săn đây người gội đầu nghề lâu quá đấy giới thiệu cho mọi người là nhà mình đây là nhà mẹ mình để làm thuốc nam gia truyền ấy em mình muốn giới thiệu cho mọi người biết đến hiệu thuốc nam của mẹ mình ấy làm từ rất rất lâu đời rồi nóng. Làm thuốc nam ai mà có bệnh gì thì liên hệ mẹ mình tư vấn cho mình chữa được rất nhiều các loại thuốc như kiểu là thận gan chi dạ dày khớp miếng một con tinh trùng mang thai viêm xoang và mấy bệnh nữa rồi ạ. Ai mà có bị bệnh gì thì liên hệ qua số điện thoại của mình là 0978 297 312 nhé mọi người nhá. Với cả một hai số nữa sau mình sẽ để số điện thoại lên màn hình cho mọi người gọi nhé mọi người nha. Clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Lần sau còn muốn phục thù không? Phục thù kéo lại bị dính nữa là ăn đến một bộ không. Anh ơi, lần sau em tưởng gì em cũng phải phục thù cho công thế lại bị đấy luôn. Lần sau mọi người biết là sẽ làm cái gì không? Lần sau ấy sẽ là người đẹp bikini. Lần sau nếu mà đứa nào thua là sẽ phải mặc bikini để đi diễn sau thời trang. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, nhấn chuông bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người.